Sách biên khảo Hương sắc trong giường văn, tác giả Nguyễn Hiến Lê, người đọc Trân Châu. Giới thiệu sách và tựa. Nguyễn Hiến Lê sinh năm 1912, mất năm 1984, là nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập Việt Nam. Có 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế, vân vân. Ông xuất thân là kỹ sư công chính, sau đó làm việc ở miền Tây Nam Bộ. Sau năm 1945, ông vào dạy học ở Long Xuyên, sau đó ở tại Sài Gòn mở nhà xuất bản và viết sách. Khi muốn học sâu một môn học nào như toán, văn, sử, chính trị, kinh tế, ông học cho đến mức có thể viết sách về môn đó. Nhờ vậy các tác phẩm của ông có cách trình bày độc đáo, giúp ích nhiều cho độc giả về mặt học thuật. Ông đã nghiên cứu môn văn và viết hai bộ sách về môn học này là Luyện Văn và Hương Sắc Trong Giường Văn. Hai bộ sách này không những nói về văn học Việt Nam mà còn có văn học Trung Quốc, văn học Pháp và nhiều nền văn học khác, đưa ra nhiều so sánh, liên tưởng thú vị và làm sáng tỏ, nêu bật giá trị văn học nước nhà. Cuốn sách nói và nghe, mời các bạn nghe quyển Hương Sắc Trong Giường Văn để thưởng thức tài năng của học giả Nguyễn Hiến Lê và giá trị văn học phong phú mà ông đã thể hiện. Để tác phẩm dễ hiểu và dễ theo dõi, tủ sách nói và nghe lược các đoạn văn thơ bằng chữ Hán, Anh, Pháp để chỉ đọc các đoạn dịch ra tiếng Việt. Mong các bạn thông cảm. Tựa của tác giả Nguyễn Hiến Lê. Theo tôi, cái gì làm cho đời người phong phú lên là cái ấy đẹp. Phong phú về vật chất cũng như về tinh thần, vì vật chất và tinh thần liên quan mật thiết với nhau. Một kiểu áo giúp cho điệu bộ của ta quyến chuyển hoặc nghiêm trang. Một trái cam ăn vào ta thấy cơ thể nhẹ nhàng sảng khoái. Một nền trời lấp lánh những vì sao. Một cánh đồng thơm tho lúa chín. Một định lý hóa học, một hành vi bác ái. Những cái đó đều là đẹp cả. Hiểu như vậy thì cái đẹp bao trùm cả cái chân và cái thiện. Mà mục đích của đời người là tìm tòi thực hiện rồi hưởng cái đẹp. Chúng ta càng văn minh bao nhiêu thì càng bỏ nhiều thì giờ để theo đuổi mục đích đó bấy nhiêu. Ngay từ hồi tiền sử, cả ức vạn năm về trước, tổ tiên ta mỗi khi được rảnh rang khỏi phải lo cái ăn cái mặc, đã tỉ mỉ đục trên đá hình dạng vật ở chung quanh, nét đục rất tinh xảo, rồi họ lại biết tạo ra những xa xỉ phẩm. Chê trái cây trong rừng là không ngon, vỏ cây là không ấm, mà trồng lê, trồng táo, dệt tơ, dệt vải. Và bạn có ngờ được chăng, cách đây 4.000 năm, một dân tộc ở đảo Crete giữa địa Trung Hải đã có những phòng tắm đủ nước nóng, nước lạnh và những kiểu dài cao gót y như dài các bà, các cô bây giờ vậy. Hơn nữa, các dân tộc Ai Cập và Kandê còn tìm hiểu vũ trụ, đặt nền tảng cho toán học, thiên văn học và dạy bảo nhau những lễ nghi cùng tư tưởng nhân quần bác ái, khuyến khích lòng hy sinh cho nghĩa vụ và đồng bào. Những sự tìm tòi đó của các nhà trồng trọt, ươm dệt, các vị bác học, triết gia đều nhằm mục đích làm cho đời sống ta phong phú lên, và những phát minh của họ mới đầu chỉ là một xa xỉ phẩm, lần lần thành những nhu cầu của nhân loại. Ta thường nghe nhiều người phàn nàn mỗi ngày, chỉ lo có đủ hai bữa cơm mà phải làm tối tăm mặt mũi quanh năm suốt tháng. Thực ra, chúng ta bận rộn lo lắng, có phải chỉ vì mấy chén cơm mà thôi đâu. Nếu chỉ cần có cái gì ăn cho no, mặc cho ấm như tổ tiên ta thời cổ, thì phần đông chúng ta có lẽ mỗi ngày làm vài giờ cũng đủ rồi. Nhưng chúng ta còn cần có rượu, có trà, có trái cây, sữa hộp, có dài, có non, có kinh đeo mắt, có dao cạo râu, lại cần đọc báo, đọc sách, đi coi hát bóng, đá banh, cần cho con đi học, cho vợ đi nghỉ mát. Biết bao cái ngày nay ta cho là cần thiết thì hồi xưa chỉ là xa xỉ. Đó là kết quả tự nhiên của văn minh. Vậy quả thực là loài người sống để tìm cái đẹp, thực hiện cái đẹp và hưởng cái đẹp. Không một ai thoát khỏi luật chung đó.
cả những người sống rất giản dị, không chút xa hoa như các vị hiền triết, cũng là để hưởng cái đẹp của trăng, mây, hoa, cỏ, cái đẹp của tĩnh mịch an nhàn. Nghệ thuật có mục đích ghi và thực hiện được cái đẹp trong vũ trụ, mà trong các nghệ thuật, văn chương và âm nhạc phổ cập hơn hết, cảm người ta sâu hơn hết, riêng văn chương lại có công dụng giảng giải, truyền bá các nghệ thuật khác. Nên từ khi nhân loại có chữ viết, thì bất kỳ ở thời nào và xứ nào, nó cũng được coi trọng hơn mọi môn và được dạy nhiều nhất trong các trường học. Ngày xưa ở phương Tây cũng như ở phương Đông chúng ta, nói đến học tức là học văn, vì triết lý hay sử ký cũng đều là văn. Ngày nay khoa học tuy đã chiếm một địa vị lớn trong chương trình giáo khoa, song vẫn không áp đảo nổi văn chương. Không nói trong các ban tiểu học và trung học mà môn văn chương luôn luôn là một trong những môn chính, ngay trong các ban chuyên môn ở đại học, thuật phô diễn tư tưởng lên giấy, thuật viết vẫn còn là quan trọng. Vì hiểu biết nhiều mà làm gì nếu không truyền được một cách đúng và rõ ràng những hiểu biết đó cho người khác. Muốn luyện thuật viết ấy, phải lĩnh hội được cái đẹp trong văn, và một khi lãnh hội được thì trí óc ta mở mang hơn, tình cảm ta tế nhị hơn, tâm hồn ta cao cả hơn, tóm lại con người của ta phong phú hơn. Tôi vẫn biết một số nhà văn có tài, nhiều hay ít mà phụng sự những cái thấp hèn, song xét cho kỹ cũng vì quan niệm về cái đẹp của họ không được chính đáng, chứ cái đẹp không hề làm trụy lạc con người, chính con người mới làm trụy lạc cái đẹp. Chẳng những vậy, thuật viết còn làm tăng khả năng giúp đồng bào của ta lên. Tôi đã có lần nói rằng vận dụng được cây viết cho có kỹ thuật, chứ chưa cần đến nghệ thuật, là có mọi lợi khí đáng quý ở thời này. Thời mà sách vở báo chí còn giữ địa vị quan trọng nhất trong đời sống tinh thần của nhân loại. Nghĩ vậy cho nên, chúng tôi thường nghiên cứu văn chương, tự sẽ không đủ tài để tạo cái đẹp, nhưng mai ra cũng lĩnh hội được phần nào cái tài của cổ nhân. Chúng tôi xin dũng về phố bài ra đây để công hiến các bạn yêu văn, hầu giúp các bạn ấy trong những bước đầu tìm hiểu nghệ thuật. Xét về phẩm thì chúng ta tự hào đã có những trước tác đáng liệt vào hạng bất hủ của nhân loại. Nhưng xét về lượng, nhất là về phương diện phong phú, ta phải nhận văn học của mình còn kém văn học Hoa, Pháp, Anh. Chẳng hạn loại anh hùng ca, loại kịch mới phô thai hồi gần đây mà văn xuôi diễn, mặc dầu đã tiến rất mau, mới chỉ là đương bước vào giai đoạn trưởng thành. Vì như trong cuốn Luyện Văn thứ hai, chúng tôi đã nói, nó mới được thông dụng không đầy một thế kỷ nay. Do lẽ đó, muốn giúp các bạn thấy được nhiều hình thức của cái đẹp, chúng tôi bất đắc dĩ phải trích dẫn nhiều văn thơ ngoại quốc. Âu cũng là một cách học hỏi thêm để bồi bổ cho văn học Việt Nam. Chúng tôi chắc rằng phần đông độc giả thân quý đều biết ít nhiều tiếng Pháp và nhiều vị lão thông đó nữa. Song chúng tôi cũng dịch những văn thơ Pháp ra để một số độc giả không hiểu ngoại ngữ đó có thể lãnh hội được phần nào. Chú ý là phần phân tích cái đẹp, nên chúng tôi sẽ ráng dịch sát như các giáo sư Pháp dịch văn thơ Hy, La, Anh, Đức vậy. Saint-Beuve đã viết trong một đoạn hợp với cảnh ngộ của chúng tôi khi soạn bộ này, nên xin mượn lời ông dưới đây để thưa với các bạn. Tôi tưởng không cần phải xin lỗi độc giả của tôi vì đã đưa ra đây biết bao trang giấy không phải của tôi và hay hơn của tôi viết. Tôi tưởng tượng rằng đọc những trang ấy, người ta sẽ thấy cái gì vui vui như khi tôi thu thập nó vậy. Trong trường hợp đó, và khi tôi đã lượm được đầy tay, thì công việc của tôi giản dị lắm và coi nghề của tôi đã được vạch rõ. Tôi chỉ là một người đóng khung thôi. Sài Gòn, ngày 3 tháng 11 năm 1956, Nguyễn Hiến Lê.